Hello, xin chào các bạn. Nay chúng ta tiếp tục một cái chủ đề khác để thảo luận, đó là an toàn trong công tác nâng hạ. Góc 14 nội dung ha. Đầu tiên mục đích thì dĩ nhiên là mục đích là cho mọi người hiểu về những cái mối nguy hiểm an toàn trong nâng hạ, từ đó chúng ta có những cái giải pháp an toàn á. Cái phần luật thì đây là một số cái văn bản pháp luật mà mọi người có thể tham khảo á. Ngoài ra thì chúng ta còn phải tham khảo cái hướng dẫn vận hành của cái thiết bị từ nhà sản xuất. Các mối nguy trong nâng hạ thì nếu mà chúng ta sử dụng cẩu thì đây là những cái mối nguy hiểm nè: lật gần trục, gãy gần cẩu hoặc thê rơi, chạm vào đường dây điện trên cao, thậm chí là những cái đường dây điện cao thế thì chúng ta chưa chạm vào thì điện nó cũng đã phóng qua cái cần cẩu chúng ta rồi anh, rồi va chạm với vật cản. Rồi nếu mà mọi người muốn thực hành thì chúng ta xem cái hình này, chúng ta nhận thấy những cái mối nguy hiểm trong cái hình này nhé. Biện pháp kiểm soát thì chúng ta cũng sẽ dựa theo cái biện pháp kiểm soát phân cấp sơ đồ hierarchy á. Đầu tiên là loại bỏ thì chúng ta tránh những cái hoạt động nâng hạ nếu mà không cần thiết. Rồi thay thế thì chúng ta chọn những cái phương pháp khác thay biện pháp nâng hạ chẳng hạn ha. Rồi bộ chỉ báo tải trọng, đó là những phương pháp kỹ thuật ví dụ như là cái báo tải cơ cấu ngắt cáp tự động anti through block, đèn hiệu cảnh báo thiết bị an toàn, cách ly cô lập nơi làm việc, vân vân. Với biện pháp kiểm soát hành chánh thì có nhiều biện pháp kiểm soát hành chánh, ví dụ như là đào tạo nè, huấn luyện nè, rồi thực hiện biện đánh giá rủi ro, rồi phân tích rủi ro công việc, rồi biện pháp phi công. Rồi chúng ta phải có một cái quy trình chuẩn SOP, giấy phép làm việc, permit to work, kế hoạch nâng hạ kiểm tra, rồi thiết bị nâng hạ có cơ cấu nâng hạ phải được chứng nhận an toàn. Cuối cùng là BVA thì chúng ta sử dụng những cái phương tiện bảo vệ bảo hộ lao động cho thích hợp. Rồi quy trình kiểm tra dán tem thì cái này tùy theo công ty, anh sẽ được có một cái quy trình kiểm tra đầu vào và kiểm tra hàng tháng, cũng như là cái danh sách đăng ký để chúng ta quản lý một số hình ảnh cho kiểm tra tháng. Rồi sẽ có những cái checklist để chúng ta kiểm tra những thiết bị nâng hạ chúng ta hàng ngày. Đây là ví dụ cái tem hệ thống mã màu cho tùy công ty á, để mình kiểm tra hàng tháng thôi. Rồi ngoài ra thì một số công ty chúng ta cũng sẽ có cái tem, cái thẻ vận hành. Sau khi mà đã kiểm tra xong thì đơn vị và ban quản lý họ sẽ cung cấp chúng ta một cái thẻ vận hành bao gồm tên thiết bị và tên tài xế. Rồi chúng ta đi vào những cái thiết bị nâng hạ cơ bản thì đây là một số loại xe cẩu, xe cẩu di động có cẩu thùng, cẩu bánh lớp, cẩu bánh xích, rồi những con cần trục overhead crane, cẩu tháp, rồi những cái phương tiện xe cẩu mà nó hoạt động trên đường ray. Chúng ta kiểm tra cần trục thì chúng ta kiểm tra bằng mắt thường tất cả những cái mắt thường những cái chi tiết bộ phận của một con xe cẩu ấy. Ví dụ đây là hình ảnh chi tiết cho bộ xe cẩu. Thường cái công ty tùy theo quy định công ty thôi, công ty mình đang làm thì họ sẽ không có sử dụng con cẩu nào mà nó tuổi quá 17 tuổi ấy. Tương tự đây là các bộ phận cho cẩu bánh xích nè, rồi một số hình ảnh khiếm khuyết của xe cẩu mà chúng ta phải loại bỏ, chúng ta cần phải sửa chữa hoặc là thay thế bằng xe cẩu khác, bất kỳ dấu hiệu bất thường gì. Rồi kiểm tra bu ly cần trục thì đầu cần trục nó sẽ có cái bu ly, mình kiểm tra. Đây là hình ảnh minh họa cho cái việc là cáp và bu ly nó phải phù hợp với nhau á. Rồi đây chúng ta có cái thiết bị để chúng ta đo cái bu ly, coi bu ly, cái rãnh bu ly nó có đúng với thiết kế không, nó có bị mòn gì hay không á. Rồi chúng ta kiểm tra tan trống dây cáp á. Trang trống và dây cáp phải được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ để chống rỉ sét, ăn mòn và những cái hư hại khác. Rồi cái này là cáp thì người ta đi cáp trên cái trống cáp á, thì thường là có hai cách đi ha, một là cáp xoắn trái, hai là cáp xoắn phải. Thì chúng ta phải có cái hướng dẫn vận hành manual của nhà sản xuất. Còn theo kinh nghiệm thì chúng ta có quy tắc bàn tay trái và quy tắc bàn tay phải, mọi người có thể tham khảo thêm ở cái hình này. Rồi móc cổ và đầu bò thì chúng ta cũng kiểm tra bằng mắt thường nhé. Đây có cái chốt chêm và cái khớp nối thì mình hay gọi dân giả là cái đùi gà, thì
có một số cách lắp đúng ha. Đây đây là hình ảnh dấu tích màu xanh là lắp đúng, còn ở đây là lắp sai ha. Thì cái này chắc mọi người cũng biết lý do tại sao nó đúng, lý do tại sao sai rồi. Cái này nó đơn giản thôi ha. Rồi biện pháp kỹ thuật mà, một số cái thiết bị an toàn trên xe cẩu, ví dụ như chúng ta có cái đèn báo hiệu nè, rồi có cái đèn chiếu sáng, rồi cái sensor, rồi cái anti tu block, thiết bị đo gió vân vân ha. Lần lượt chúng ta đi vào từng cái quan trọng đầu tiên đó là cái cơ cấu ngắt cáp tự động, thì mục đích nó là để cho đầu bò nó đừng có va chạm với đầu cọc, nó sẽ gây rung lắc hư hỏng thiết bị và có nguy cơ đứt cáp rơi vật tư xuống ha. Đó, và đây là cái bộ phận của nó gồm một cái cảm biến, cái đối trọng ha, và cái sợi dây tín hiệu. Rồi kiểm tra trần cục cái thiết bị an toàn khác nè, còi, đèn báo hiệu, đèn tín hiệu, đèn khẩn cấp, gương, đèn pha. Ngoài ra thì chúng ta có thể trang bị thêm cái thiết bị đo sét, đo gió, rồi ắc quy, kiểm tra mức dầu, nước, nhiên liệu, phanh hãm, hệ thống điều khiển, cabin, rồi cái bộ chỉ báo cân bằng ha, cái leveling này, rồi cái màn hình hiển thị, rồi sơ đồ tải, rồi trang bị thêm bình cứu hỏa trên buồng lái nha. Chân cẩu thì chúng ta cũng kiểm tra, nếu mà có những cái vết lồi lõm, mối hàn tự tạo bị reset thì chúng ta phải sửa chữa hoặc là thay thế bằng xe cẩu khác. Rồi tấm lót chân cẩu nó phải từ vật liệu cứng chắc và đủ rộng để phân tán tải. Có cái cách tính diện tích tấm lót chân cẩu thì xíu nữa mình sẽ nói sau. Kích thước chung của một xe cẩu thì chúng ta cần biết để chúng ta khảo sát cái mặt bằng nó có phù hợp hay không. Chúng ta này chúng ta tham khảo catalog của nhà sản xuất ha. Đây ví dụ đây. Rồi công tác nâng hạ ngoài sử dụng cẩu thì chúng ta cũng có một cái thiết bị khác, đó là tời xích chain block. Đây tời xích thì được sử dụng nâng hạ phải được tính toán bởi nhân sự có đủ năng lực và tuân thủ nghiêm ngặt phân tích rủi ro, phân tích an toàn công việc được phê duyệt á. Thì nhân sự có nhân lực, tức là người có kiến thức, có kỹ năng, có kinh nghiệm và có khả năng hiểu biết cái vật mà chúng ta đang nâng á. Đây tời xích, chúng ta có hai loại liên quan đến tời xích, thì một là chain block tời xích, thứ hai là cái level block hay còn gọi là ba lăng đòn bẩy á. Thì khác nhau giữa hai cái này là một cái là tời xích thì chúng ta phải được sử dụng thẳng đứng theo phương thẳng đứng á, không có nghiêng, không có xéo gì hết. Còn cái ba lăng đòn bẩy này, cái level block này thì chúng ta sử dụng được theo phương xéo được, và thường dùng để các anh em công trường này tận dụng để neo buộc á, và nó có một cái tay lever này để chúng ta gạt. Và chúng ta cũng kiểm tra tời xích thì mình cũng kiểm tra bằng mắt thường. Đây là chính cái bộ phận cơ bản của cái tời xích, nên mình kiểm tra nếu mà có bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào chúng ta không sử dụng và thay thế hoặc là loại bỏ. Đây là cái lớp vỏ bên ngoài của nó, chúng ta cũng sẽ kiểm tra. Ở đây phẫu thuật nội soi bên trong thì nó sẽ như thế này á. Xích và móc phải được kiểm tra tương tự các cơ cấu nâng hạ. Xích và bánh răng phải khớp với nhau, không bị mòn hoặc là biến dạng. Rồi sơ đồ tải thì những người giám sát nâng hạ, những người vận hành cần trục phải hiểu sơ đồ tải ha. Đây ví dụ đây là một cái sơ đồ tải, thì trên sơ đồ tải á, những cái con cẩu lớn á, nó sẽ có nhiều cái chức năng khác nhau, mình phải hiểu chức năng của nó. Ví dụ đây là những cái ký hiệu cơ bản đây ha. Đây ví dụ như ký hiệu này 19.16-50m, tức là nó cho chúng ta biết chiều dài tối thiểu và tối đa của cân. Rồi khi ra gian rộng hết hai cái ao chip gear, mấy cái ao chip gear ra thì kích thước nó sẽ như thế này, rồi nó sẽ có khả năng xoay 360 độ. Rồi cái đối trọng, hiện tại là mình đọc cái trang xe đầu cẩu này thì đối trọng bên ngoài nó cũng phải đúng là 16.1 tấn. Đây xe đầu tải thì có trục ngang là chiều dài cân, trục dọc là bán kính cẩu á. Tương tự lên xe đầu tải ha, nó sẽ có thay đổi rất lớn nếu như chúng ta thay đổi cái khối lượng của đối trọng. Rồi cái phần number apply này là cái số vòng cáp trên cái pulley á. Mọi người thấy là nếu mà mình dễ hiểu thôi, để cẩu được khối lượng nặng hơn thì thường là yêu cầu số vòng nó sẽ nhiều hơn. Rồi đây 1, 2, 3, cái phần tô màu đỏ này là cái chế độ ra cần. Thường thì mình phải ra cái đốt cần to trước rồi đến mới đốt cần nhỏ, chứ chúng ta không có
ra đốt nhỏ trước là nó sẽ có nguy cơ là gãy đốt cần ha. Và thường những con chậu lớn thì nó đã có cái chế độ này, chúng ta phải tính theo chế độ này, nó ra theo sơ đồ tải á. Rồi người giám sát năng hạn, người vận hành cần trục, chẳng buộc phải nắm các cái phụ kiện năng ha, lifting gear đó. Tiếp theo chúng ta kiểm tra lifting gear, đây là một số loại lifting gear, ví dụ là cáp vải, cáp xích, cáp thép. Đây, phụ kiện năng hạn này nó phải có nhãn của nhà sản xuất để chúng ta biết những cái thông số của nó nha. Rồi kiểm tra dây cáp thép thì chúng ta phải tuân theo cái tiêu chuẩn Việt Nam 4204/2005 á, kiểm tra phụ kiện năng á, ta tuân thủ cho nó. Rồi nếu mà có nó có dấu hiệu hư hỏng gì, chúng ta kiểm tra mắt thường chúng ta phải loại bỏ hoặc là thay thế á. Một số loại khiếm khuyết, số loại hư hỏng trên cáp thép nè đó. Rồi khi mà chúng ta sử dụng cáp thước kẹp, chúng ta đo cáp thì chúng ta phải biết cách đo cho đúng á. Đây đây cái hình bên trên là cách đo đúng, dưới là đo sai. Rồi dây cáp thép thì cũng có nhiều loại nè, cáp thép không xay, rồi cáp thép xay. Đây ví dụ cho hình đây. Rồi cái phần này người ta gọi là mắt cáp, cái phần mà cuộn tròn này. Mắt cáp thì cũng có nhiều loại ha, mắt cáp mềm, mắt cáp có vòng khuyên, rồi cáp đôi, cáp ba, cáp tứ ha. Cái vòng khuyên này nó cũng có chức năng rất quan trọng, không 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 kém á. Mình không có được tự chế vòng khuyên này, không có được dùng mắt cáp chầu kẹp bởi ốc siết cáp để nối cáp đó. Làm sao để biết được vòng móc dây cáp có phù hợp với móc cỏ hay không, thì chúng ta đo ha, mình đo cái kích thước của cái móc cẩu và cái mắt cáp này. Rồi để an toàn thì người ta đưa ra quy định, một số tài liệu ra quy định là chiều dài của mắt cáp không được nhỏ hơn 2 lần đường kính của móc cẩu ha. À, chúng ta có công thức tính giới hạn làm việc ha, work load limit đây của cái cáp thép theo đường kính đó. Rồi phương pháp móc cáp, đây là một số loại phương pháp móc cáp. Thì để móc cáp cho an toàn thì chắc chắn chúng ta phải biết đầu tiên đối trọng trọng tâm của vật, rồi kích thước hình dạng của vật, sau đó chúng ta đưa ra cái phương pháp móc. Thì người giám sát ngân hàng phải nắm biết cái cách móc cáp sao cho nó an toàn. Tương tự là cáp vải xài tổng hợp cũng vậy ha. Rồi các loại móc cẩu này chúng ta cũng kiểm tra bằng mắt thường cho nó không. Đây ví dụ đây, đây là một loại móc mình kiểm tra, nếu mà có bất hay kỳ vết nứt hay là thiếu bộ phận nào thì chúng ta không sử dụng nhé. Rồi mani cũng có rất là nhiều loại, đây là một số loại mani tùy theo cái tính chất của cái vật kiểm tra nâng à, thì người ta sẽ thiết kế là nhiều loại mani khác nhau đây. Và chúng ta cũng phải theo dõi cái thông số nhà sản xuất ở trên đây. Mà này yêu cầu về hồ sơ cho thiết bị nâng hạ thì đầu tiên là phải có sách hướng dẫn, sổ tay vận hành, tài liệu kỹ thuật gốc, rồi chứng nhận kiểm định an toàn bên thứ ba, tại vì đây là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt cho nên chúng ta phải có cái kiểm định của bên thứ ba, rồi chứng nhận kiểm tra tuân thủ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, rồi sổ ghi chép bảo dưỡng, sổ ca làm việc, rồi bảo hiểm thiết bị á. Thì đây là yêu cầu cho cái những người liên quan đến công tác nâng hạ, bao gồm giám sát nâng hạ này, người vận hành, người móc cáp, người tín hiệu á. Đây là những cái tài liệu rất là nhiều chúng ta phải chuẩn bị. Trách nhiệm của từng người, đầu tiên là trách nhiệm của người giám sát thì phải hiểu và tuân thủ những cái yêu cầu á, rồi đảm bảo tất cả công những người làm việc trong cái nhóm làm việc của mình á phải được an toàn, rồi những người có liên quan. Mọi người tham khảo. Rồi trách nhiệm của mình móc cáp là phải đảm bảo tải trọng ổn định chắc chắn nè, kiểm tra dây cáp và đảm bảo công năng đã chính xác với trong cái lifting plan, đảm bảo tải được cố định tốt và thông báo cho người vận hành về cầu và trọng tải. Đảm bảo dụng cụ nâng hạ như dây cáp, móc cẩu được bảo dưỡng tốt trong điều kiện làm việc tốt và đúng theo kế hoạch đã nâng hạ phê duyệt. Đây có rất là nhiều cái trách nhiệm của người móc cáp cũng là rất quan trọng, phải được đào tạo và phải hiểu rõ cái lifting plan, phải được ông giám sát nâng hạ phổ biến trước khi vào cái ca làm việc. Rồi bảo quản những cái thiết bị nâng hạ như là bảo quản ba lăng tài xích, rồi bảo quản dây cáp này, chúng ta nên có những cái giá treo lên gì để bảo quản nó tốt, khi mà chúng ta lấy nó đi sử dụng thì cũng lấy dễ tìm dễ thấy dễ lấy á. Người ra tín hiệu cũng rất quan trọng,
tại vì những cái góc khuất tài xế không quan sát được thì ra tín hiệu là phải ra tín hiệu rõ ràng, dứt khoát, liên tục cho tài xế để đảm bảo mã hàng được vận chuyển an toàn ha. Đây những cái lưu ý cho người ra tín hiệu đây. Rồi trách nhiệm của người ra tín hiệu thì cũng có thể là sử dụng bộ đàm hoặc là sử dụng tín hiệu tai ha. Có nhiều cách nhưng mà để ra tín hiệu tai thì chúng ta phải có sự thống nhất giữa người ra tín hiệu và người mà tài xế vận hành xe cẩu để tránh là có sự nhầm lẫn nha. Đây. Số ghế hình minh họa. Rồi, giám sát nâng hạ là người có trách nhiệm to lớn nhất trong cái khu vực nâng hạ. À, giám sát nâng hạ thì thường là những người giám sát thi công và họ có hiểu biết về vấn đề lifting nâng hạ, hiểu biết về xe cẩu và có kinh nghiệm, rồi có những cái bằng cấp liên quan thì họ mới trở thành là giám sát nâng hạ nhé. Đây chịu trách nhiệm tổng thể hết. À, quản lý là giao thông, cách ly cô lập khu vực nâng hạ, rồi phải biết ra những cái đường điện cao thế xung quanh hay là khoảng cách an toàn đối với những cái đường điện cao thế hơn 1.000 ngàn vôn. Rồi tấm lót chân cẩu thì người giám sát nâng hạ cũng phải lưu ý là xe cẩu phải được đặt trên cái nền đất vững chắc và có tấm lót chân cẩu nó phù hợp. Đây là cái thường vi phạm ở các công trình nè. Chúng ta cứ nghĩ là chêm thêm tấm lót chân cẩu khác vào thì con cẩu nó sẽ cứng hơn, nó sẽ chắc hơn. Sai ha, cái này là sai, cái này theo nhà sản xuất là họ không cho phép. Tại vì nếu mình chêm mình lót thêm thì ở đây là vùng không chịu lực thì vô tình là nó làm cho kết cấu cái chân cẩu nó bị tổn thương và nó có theo thời gian nó sẽ bị có nguy cơ hư hỏng. Thứ hai là vô tình mình làm giảm cái chiều dài của chân cẩu á, giống như khi mình đứng tấn thì mình chống thêm một cái thanh khác vào cái chân của mình thì nó sẽ yếu lên, vô tình làm yếu hơn cái chiều dài chân cẩu nó bị rút ngắn lại. Lớp xe nên cách mặt đất để giảm sự rung lắc, tức là cái ba lớp xe nó không chịu lực, không chịu tải trọng mà chúng ta phải lên ra hết hết chân để đảm bảo là chân cẩu mới là chịu lực ha. Rồi một số hình ảnh minh họa cho việc kiểm tra trước khi vào ca làm việc. Rồi tính toán nâng hạ thì đây là những cái cơ bản á, tính toán sơ đồ tải, hệ số an toàn, số lượng điểm nâng chân cẩu, độ căng cáp, trọng lượng tải, trọng tâm tải, phương pháp móc cáp và loại cáp, công suất cẩu. Đây chúng ta phải nắm bắt những cái thông số này và biết cách tính á. Đầu tiên thì chúng ta có cái lực tối thiểu làm gãy phụ kiện nâng MBL ha. Minimize break limit á, tối thiểu á. Rồi work load limit WLL này giới hạn tải làm việc á. Rồi cái SF này là hệ số an toàn, hệ số an toàn. Rồi safe work load là SWL là tải trọng làm việc an toàn thì nó sẽ bằng WLL á, là giới hạn tải làm việc nhân cho cái MF, MF là hệ số chế độ làm việc của chúng ta. Rồi đi vào bài toán thực tế thì ví dụ đây, đây là một cái cáp vải, trên cáp vải nó sẽ có thông số nè, thì chúng ta nhìn trên cáp vải nó có sẽ thông số là work load limit WLL là 3 tấn. Rồi chúng ta sẽ biết được cái SF, SF trên đây các bạn nó cho luôn là 61. À, vậy thì trên đây chúng ta sẽ tính ra được cái giới hạn tải làm việc ha. WLL, work load limit sẽ bằng MBL, MBL chia cho cái SF. À, thì đề bài chúng ta đề bài nó cho mình cái WLL rồi thì mình sẽ tính ra được cái mình sẽ tính ra được cái MBL ha. Đây. Và tính ra được là 18 tấn. 18 tấn. Đó. Mình tính bài toán ngược. Rồi cái tiếp tục thì chúng ta khi mà làm việc sử dụng cáp với góc nâng 45 độ thì chúng ta cũng sẽ nhìn trên đây nó có cái MF nè. Là 14 1,4 chúng ta nhân cho 1,4 nữa là chỉ còn 4 tấn 2 nữa. Đó. Là cái xếp quốc lót ta 4 tấn 2. Mình phải hiểu và mình tính cái này để chúng ta khi mà khảo sát làm lifting plan trong cái giấy phép làm việc á
chúng ta phải chọn cái chat cho nó đủ tải. Tóm móc cẩu cẩu cũng tương tự luôn ha. Chúng ta theo dõi cái thông số nhà sản xuất, cái chế độ là móc tại vị trí nào thì nó sẽ bị giảm tải trọng bao nhiêu phần trăm, chúng ta nhân lại. Tương tự man ý cũng vậy ha. Man ý thì chúng ta thường làm việc theo cái hướng thẳng đứng này, 180 độ này, đường thẳng á, chứ đừng có móc xi xi. Khi mà móc xi xi nó sẽ bị giảm tải theo cái nhà sản xuất này đó. Ví dụ đây, khi chúng ta móc xi xi góc 45 độ thì nó sẽ bị giảm còn 7, chỉ còn 70% giới hạn tải làm việc thôi. Ví dụ cái man ý là 3 tấn nhưng mà mình móc xi xi 45 độ này nó chỉ còn có 2 tấn mốt rồi. Rồi cái nền đất thì có nhiều loại nền đất lắm. Cái này bây giờ chúng ta tra trên mạng là có hết. Mình phải biết được khả năng chịu tải an toàn của nền đất là bao nhiêu kilo newton trên mét vuông. Rồi từ kilo newton đổi ra mét vuông là bằng 0,1 tấn trên mét vuông ha. Kilo newton trên mét vuông sẽ bằng 0,1 tấn trên mét vuông. Rồi để chúng ta tính tấm lót chân cẩu ha. Thì đầu tiên mình phải biết cái nền đất. Ví dụ như đề bài này cho cái nền đất này là chịu tải là 440 kN trên mét vuông. Rồi chúng ta phải biết những cái thông số đầu tiên là khối lượng bản thân của xe cẩu là 50 tấn. Rồi tải chúng ta cẩu là 5 tấn. Rồi cái hệ số khả năng chịu tải của nền đất là 44,867 tấn trên mét vuông. Sau đó mình cộng tất cả cái khối lượng mà đè trên mặt đất, tức là bằng khối lượng của xe cẩu cộng với tải 50 cộng 5 nè, rồi mình chia cho cái bề mặt, tức là cái khả năng chịu tải của nền đất, nó ra 1,22 mét vuông ha. Rồi chúng ta sẽ phải làm tròn lên là 1,3 mét vuông đó. Rồi chúng ta chia cho 4, nếu mà xe cẩu ta có 4 cái outrigger, cái chân trì, thì sẽ ra diện tích tối thiểu của mỗi tấm lót chân cẩu. Trong trường hợp này là đối với lực phân bố đều cho 4 chân nha. Còn nếu mà chúng ta muốn an toàn hơn, chúng ta tính trường hợp là lực nó chỉ dồn lên một chân, thì mình sẽ lấy là đầu tiên khối lượng xe cẩu là mình chia 4 trước, sau đó mình cộng với tải rồi mình chia lại cho cái bề mặt là ra cái khối lượng nếu mà mình tính tải chỉ dồn lên một chân cho nó an toàn ha. Rồi tốc độ đo gió nè, thì ở đây cái thang đo người ta đã nghiên cứu ra, mình lấy mình áp dụng thôi. Cấp độ gió bao nhiêu thì nó tác động dấu hiệu như thế nào đây ha. Mình quan tâm cái cấp độ số 5 là tương đương với lại là thang đo gió là 8,5 đến 10,5 mét trên giây. Thì dấu hiệu mình có thể quan sát đó là cây nhỏ đung đưa, nước ao hồ có sóng á. Đây là cũng là cái quy định trong QCVN 18/2021 của Bộ Xây dựng là gió cấp 5 cho nên chúng ta không cẩu, không cẩu ngoài trời. Rồi tính toán trọng lượng của tải thì cũng dễ rồi. Này công thức vật lý nó theo hình dạng, rồi mình tính thể tích, rồi chúng ta là tìm cái khối lượng theo thể tích, khối lượng riêng theo thể tích, rồi mình nhân lại là nó ra những cái hình dạng thông thường như cái này rất là dễ để tính. Còn không thì chúng ta sẽ phải cân nó, hoặc là khi mà trong nhà máy nó sản xuất cho mặt hàng thì nó sẽ có ghi. Cái đó thì trường hợp đó dễ dàng chúng ta ha. Trọng tâm như đã nói rồi thì rất quan trọng, mình phải biết trọng tâm để mình móc làm sao cho nó ổn định mã hàng, không bị rung lắc. Rồi đừng có móc tải ở phía dưới trọng tâm, nó sẽ dễ bị đổ nhào á. Có nhiều cái tai nạn về cái vấn đề này rồi. Rồi chúng ta phải biết tính độ căng của dây cáp. Đây là người ta đã chứng minh ra công thức này rồi, mình cứ nghiên cứu rồi. Làm thôi. Cái này nó quan trọng tại vì khi mình tính ra rồi, giống như lúc nãy tính bài toán cáp thép, cáp vải, thì nó có cái góc, thì chúng ta lúc đó chúng ta biết là khả năng chịu tải của dây cáp này nó bị giảm rồi, cho nên chúng ta phải tính ra để chọn cáp cho đủ tải. Đây ví dụ đây là một khối bê tông hình trụ này rỗng, có khối lượng là 0,7 tấn, rồi chiều dài dây cáp là 3 mét, góc là xa alpha 60 độ, thì kêu tính độ căng của dây cáp thì mình thấy công thức mình tính này ra 0,51 tấn mỗi dây ha. Chúng ta lựa chọn dây cáp 0,63 tấn thì chúng ta chọn lên cáp 1 tấn. Thì đó cũng đơn giản thôi. Rồi giấy phép thì như đã nói, công tác nâng hạ này nó rất là strictly, rất nghiêm ngặt, cho nên chúng ta phải có giấy phép.
giấy phép, và trong giấy phép nó phải có kế hoạch nâng hạ lifting plan ha. Đây, lifting plan trong kế hoạch nâng hạ nó sẽ trình bày chi tiết hết tất cả, ví dụ như là khối lượng nâng, rồi chúng ta chọn cáp tính toán như nào, rồi chúng ta dùng sơ đồ tải nào nè, rồi chúng ta vẽ ra mô phỏng ra nó mặt bằng chúng ta cẩu như nào ha. Đó rồi, đây là tính toán nha, để chọn dây cáp. Và thường á, các tùy công ty họ sẽ có hệ số an toàn riêng nữa, thường là có công ty là 80% hoặc là 75% vân vân. Rồi phải lập kế hoạch cho các hoạt động nâng hạ, các kế hoạch phải có các hoạt động nâng hạ phải có kế hoạch, rồi giám sát nâng hạ phải là người đi thực hiện, tại vì giám sát nâng hạ sẽ phải chịu trách nhiệm chung tất cả những cái mà chúng ta đã nói. Rồi kinh nghiệm nhân gian có quy tắc 333 này ha. Chúng ta nâng vật lên cách 30 cm, chúng ta đang đứng cách vật 3 m, chờ đợi trong 3 giây xem nó có ổn định hay không, nếu ổn định thì cậu tiếp, không thì thôi á. Rồi tài xích thì đầu tiên nè, chúng ta đi những cái mối nguy á, rơi tải, cuốn kẹp, va chạm, cơ cấu bánh răng và vận hành sai, nó bị nhảy nhảy chốt á. Rồi biện pháp phòng ngừa nè, cố gắng thực hiện hoạt động nâng hạ, hạ là không thực hiện, không thực hiện hoạt động nâng hạ trừ khi là chúng ta đã được đào tạo á. Rồi không có người đứng dưới tải nè. Rồi cái tài này á, là chỉ một người thôi, một người kéo, nó nhẹ lắm, cái hai người kéo nó bị lệch với phương, nó không còn đứng nữa thì nó dễ nhảy cái xích á, không được ném hay thả kéo lê ba lăng nè, không sử dụng khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi hoặc là bị mất tập trung. Rồi đây một số cái giải pháp chúng ta, nó cũng đơn giản thôi. Rồi cái phần cuối cùng là nó cũng không liên quan đến nâng hạ, nhưng mà thường nó sẽ đi cùng với nâng hạ, đó là mình vận chuyển vật tư trên đường á, những mối nguy nè, ví dụ là vật tư đổ sập, vật tư va chạm cabin của rơ móc, va chạm với phương tiện khác trên đường. Rồi chúng ta phải có giải pháp là xếp chồng vật tư sao cho nó an toàn này. Đó, ví dụ một số vật tư xếp không đúng, chẳng buộc không cân bằng, rồi trong quá trình di chuyển trên đường nó sẽ gây nguy hiểm. Thậm chí là chúng ta phải xếp làm sao khi mà chúng ta cẩu á, chúng ta cẩu lên hạ hàng một cách cho nó an toàn ha. Ví dụ như vậy, đây là một số biện pháp ta có thể tham khảo á. Rồi đó là cơ bản về nâng hạ, cẩu kéo nâng hạ ha. Thì mọi người có thấy sai sót gì thì hãy để lại comment, hoặc là có câu hỏi gì thì để lại comment, nhớ cho mình like, subscribe, chia sẻ video nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.